Bây giờ mẹ mượn bu mượn phí mắc mẹ nói mẹ dám mà thiệt mẹ nói mẹ không có sợ ma mặt của mẹ dám ma rồi phí tông qua tông sợ ma của mẹ ma sợ ma sợ mẹ nó tô mà leo sì con nó họ tô mà lấy mày hổ mày nhảy lục đi ờ tại na leo na lắc na lắc cho về phơi làm cái này nó có bị đứng như đôi lục đấy sì con chúc ngô ngô chúc ngô chúc ngô ngô chúc ngô ngô chúc ngô ngô mà liêu kinh giá khung quá mẹ Phan không vô video cả nhà hay vậy đấy kiểu về phơi uống thuốc chứ mẹ Phan uống thuốc à thuốc con thuốc con lo về phơi cái cái chim mao nè thế về phần kìa nó còn căng lên mẹ cứ mẹ nó lại nó lát bây giờ nè hả ủa anh mọi là con người... anh là con gái hay là con trai ai con gái con trai anh gì một, con trai con trai ba con gái anh là con gái con trai con trai à không có chim mà ủa hôm nay tối ai là mọi người ngồi chung nè các bạn, bye bye đi nó. Chung ngồi chung ngồi. Ông mưa ra luôn. Bye bye. Lần đầu tiên là chúng ta là ngồi chung với anh Nhi. Lần đầu tiên của anh Nhi là ngồi chung với chúng ta nè các bạn. Của em bị đòn tung nút rồi mới vậy nữa. Mẹ là cho anh Nhi à ngồi. À. Mày. Mày. Ngủ bên non thi à? Bên non tung ní ngồi đi. Bên non tung ní. Mày mày ngủ nó nói đó. Bye bye các bạn ơi. Chúng ta nhà ngon. Đi, thăm nghỉ đi. Mà leo anh Nhi làm chung. Anh Nhi là chị đi video đúng không? Đúng rồi. Là anh Nhi. Bye bye các bạn, tạm biệt các bạn. Đi ngủ thôi. Chúc ngủ ngon. Lên tao làm cái này. Hey. 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 Hi, sợ ma, sợ ma. Hi, sợ ma cái gì? Sợ ma, sợ ma. Ồ mẹ, 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 mẹ. Muốn muốn có chồng, muốn có chồng. Muốn có chồng, muốn có chồng, muốn có chồng. Trời ơi, mẹ muốn có chồng, có chồng, không có đơn. Nói cái gì đi mẹ? Muốn có chồng, muốn có chồng, muốn có chồng. Ai ai dạy mẹ nói muốn có chồng thì anh gì? Anh. Anh gì hả? Trời ơi, không có tóm. Anh em muốn có chồng cho mẹ mưa trước muốn có chồng ạ à? Một hai bây giờ anh muốn có chồng trước nha anh có xong tới em tới mẹ nha muốn có chồng 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 em đang có chồng có chồng có chồng rồi thì mà hả gì là muốn có vợ chứ không phải muốn có chồng muốn có chồng muốn có chồng dần dần rồi anh không muốn có chồng muốn có chồng dần dần anh mẹ là không có tóm đó các bạn ơi xin lỗi trước đó mẹ của em đang không biết mẹ mẹ biết muốn có chồng dần dần nói muốn có chồng dần dần muốn có chồng Việt Nam mẹ muốn có chồng Việt Nam là buồn và thề thôi không muốn có chồng Việt Nam
มึงก็เจ้าเวียดนามเวียดนามล่ะอย่ามีสามีเวียดนามว้ายว้ายแม่น้อยมึงก็เจ้าเวียดนามว้ายดีโง่จึกนะแม่เสียนแม่เสียนดูร้อนหอมในล่ะดีเออใดล่ะยุยวะดูหอมมันอยู่อืมไอ้หยีกับไอ้ยีใช่นามอ่ะทําไทยมั้ยมึงจะได้เอาตีได้เหรออืมจดลงแกทํารีโมทแอร์เค้าเสียแล้วตาไม่ดาวอ๋ออันนี้กูไม่มีปัญหาแหมทัดน้อยยังไงยีว่าแหมคงก็ดาวหลามโจก็ยีอ่ะอันนี้ไม่เจิดลงไหมเอ่ยอันนี้โอเคเดินอันนี้โอเคจบแม่โอเคไหมมันทักไปเรียกโบกแม่น้อยละโบกเองซ้ำเจือโอ้ยแต่มันโดนเส้นกันไงตัวรู้ไหมที่ปวดเอวใช่ไหมมันก็ชักขานี่ออกจากปวดแม่โชนไม่มีผัวฉันหรอกอุ้ยแหมน้อยล่ะหลามโต๊ะคะนิ้วแค่ติ๊กแหมคงก็แผลแหมติ๊กลอยจอไอหลามจอไม่เปิดแล้วลั่นกันไปเปิดลอยมึงเหมือนสปาสปาจออันนี้ล่ะไหนล่ะแอมจะลองเชื่อดูดิทำอันนี้เข้าที่เลยโอ้ยแอมทำอันนี้ไม่ใช่ของฉันหย่าเลยหลังก็ยีหายวะมาเร็วอายันหงchào cả nhà thì bây giờ là mẹ và bé Nam đang make up nha cả nhà để xíu làm video của cả nhà. Dạ. Đây. Thái má. Thôi thì đi. Giờ make up ai nhanh hơn hả? Ồ. Thường thường à mẹ thốt nói với em Nam là chậm quá làm make up. Quý quan lẽ nhiều.Quên cái này làm đỏ đỏ chứ. Mẹ cặp à. Khởi lên đi. Ui, mẹ không có cái này. Mắc cái là Mẹ lên. Leo kệ chưa? Xong léo. Bây giờ thì gia đình đang đi ăn cả nhà ơi. Ở ngoài trước nó đông quá giờ người ta đưa vô đây. Hello, xin chào các bạn. Ha, bây giờ đã khá em Nan ở nhà hàng bán hủ tiếu week nha các bạn. Mẹ mới từ chỗ resort đi trên đường về cái nhà rồi đi ăn luôn đó nha. Lúc trước là đi ăn với anh yêu nhỏ nhỏ, bây giờ đi ăn với anh yêu ở Việt Nam. Gì? Đi ăn với ai? Ủa, lúc trước à em Nan đi ở đây ăn chung với anh yêu nhỏ nhỏ của em Nan, bây giờ em Nan ăn chung với anh yêu nào? Anh yêu thiệt. Anh yêu nhỏ nào? Không biết nói rồi. Không biết rồi, đi đâu rồi. Anh yêu nhỏ là ai? Anh yêu nhỏ là có bé rồi. Là sao? Có bé rồi, ngay đám cưới rồi. À bỏ em Nan rồi á. À, người yêu cũ. Đúng rồi, anh yêu nhỏ của em Nan là lúc trước là chở em Nan đi ở đây. Người yêu cũ.
người yêu cũ lúc trước em đang đi ăn hủ tiếu với anh yêu cố, người yêu cũ. Người yêu cố bây giờ người yêu mới không sẽ kẹp người ta cha. Anh ấy cha bỏ nước chan nó khá chua 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 ơi chan à nó này, cái này trà đen, trà đen, trà đen, trà đỏ, cà chiếp, cà chiếp. Mình có bỏ đi ngon. Anh đi nè. Ăn lại với mẹ. Thành đồng thui, thui lúc trước mẹ. Ba bánh bèo. Ôi, bánh bèo đúng rồi. Này bánh bèo mẹ. Bánh bèo á. Bánh bèo. Bánh bèo. Bánh bèo. Ăn mẹ ăn nữa. À, bánh bèo mẹ con biết làm nè. Dạ, này bánh bèo á. Ao xin mì hảo nấm tổ nửa. Khi xịt nữa hay không đây nè. Họ có bánh bèo nữa ta. Bánh bèo ngọt. Chết rồi. Không nữa lần dài. Này cả nhà ơi, cái này là cái gì em, bò hả? Cái này là hủ tiếu ý, bò với thịt bò, là xúc xích bò. Hủ tiếu bò với thịt xúc xích bò. Ừ, đúng rồi. Còn của em? Của em nên là chan heo. Hủ tiếu bê phân là gà hả? Chạy hả? Hả? Mũ. Mũ à? Theo hả? Củ bê phân, cái này củ bê phân. Ở đây là cái món hủ tiếu này là Việt Nam mình không có đâu nhỏ nhà. Tại vì cái nước của nó là nước súp làm từ huyết đó nha. Huyết heo á. Nó đen đen như nè. Là huyết heo cả nhà. Món này là đặc biệt rất là ngon, nếu mà có cơ hội về Việt Nam á, chắc sẽ học cái món này để bán ở Việt Nam cả nhà, rất là ngon. Đó. Hả? Không có giá. Đó, bỏ chung với giá tươi, rau thơm. Nì bỏ nếu ăn cái gì là hủ tiếu ở Thái nói mỗi lần rồi tông bỏ cái này chứ. Depend you how to say. Tùy. Tùy với các bạn là muốn ăn cái gì, tùy là bỏ cái này luôn. Cái này của mẹ nó khá hủ tiếu bình thường thì mẹ hủ tiếu. Cho mẹ bỏ đồ ăn. Ăn với da giòn giòn. Hả? À tên buông lời. Bắt đầu mẹ ăn nè cả nhà. Mẹ nêm nếm cả nhà. À, mẹ ăn cái gì ngon quá. Đó. À nếm mẹ. Dạ, moment. Từ từ. Trời ơi, ăn ớt gì vừa thôi em. Không có chì, em ăn thật lắm. Ớt quá ớt rồi. Da heo hả? Đúng rồi, da heo ăn chung với hủ tiếu huyết là ngon quá. Ngon quá cả nhà ơi. Rau hả? Rau tươi em yêu. À, bỏ da heo. Đó. Mấy cái dạ ăn chung. Mời cả nhà ăn nha cả nhà. Mời cả nhà ăn chung với gia đình. Hôm nay đi chơi ăn xong này đi về chắc ngủ đã luôn cả nhà. Đi chơi đuối rồi cả nhà. Đi chơi từ hôm qua đến giờ. Không quên like, subscribe and share.